Ly kính chào quý vị. Hôm nay là Ly rất là bận, nhưng mà vì có một cái comment của một con chiên mà làm Ly phải ngưng lại. Chứ thực tế là Ly sang tuần này Ly sửa nhà, cho nên là dọn dẹp nhà cửa rất là bận, mà thậm chí không có thời gian để ngủ luôn thôi quý vị. Hằng hằng ngày rồi chứ không phải là chỉ lúc này sửa nhà. Ly vốn dĩ bận bịu lắm, thậm chí cho nên nhiều quý vị vô comment chào Ly á, Ly rất là thương, Ly rất là quý, nhưng mà Ly chỉ bấm một cái trái tim vào đấy bởi vì Ly không có thời gian, mong quý vị thông cảm. À, ngày chủ nhật hôm nay là ngày mà Ly rất là cực, dọn dẹp nhà cửa, gửi đồ gửi lề để sửa nhà, thứ hai sửa nhà. Nhưng mà vì có một cái còm của một con chiên ở trong cái clip cuộc đối thoại giữa Phật và Chúa mà Ly đọc, do bác Trần Trung Ngọc viết đó quý vị, thì có một con chiên Thuy Pham, không có dấu nha quý vị, vị Thuy Pham thì Ly nghĩ chắc là Thủy Phạm vào nói như vậy. Thì Ly tha thiết mong quý vị hãy hãy thông não dùng với Ly, bởi vì Ly thì không phải là Phật tử, Ly chỉ là người theo đạo ông bà. Mời quý vị nghe, đây là comment của Thuy Pham nhé. Mày đọc còn chưa rành rẽ mà bày đặt châm biếm hà, Phật còn không dám tự nhận mình là đấng tạo hóa, thế chúng mày là cái gì mà dám xiên xỏ xỏ xiên? Mày biết tìm thánh kinh ra để xiên xỏ thì mày cũng biết là khi Chúa đuổi quỷ ra khỏi người bị quỷ ám, nó đã phải van xin như thế nào. Mày nên biết Phật cũng phải thờ lại Thiên Chúa nhé, chứ không phải trò đùa của mày đâu con láo ạ. Và còm thứ hai nhé, con mẹ này ngu xuẩn thế hả? Phật cũng chỉ là một tạo vật do Chúa tạo thành đó, nghe chưa con ranh? Đây thì quý vị nghe nhé, cái này ở đây có mấy điều mà Ly rất là bức xúc. À, xin nhắc lại, Ly không phải Phật tử, nhưng Ly cảm thấy bức xúc, vì dám nói đến, vì dám nói là Đức Phật là tạo vật do cái thằng con hoang chết treo tạo thành. Ly khẳng định lại, đúng ra ông Giê-xu là một nạn nhân của cái bọn buôn thần bán thánh Vatican của Hoàng đế Constantine, nhưng mà vì chúng nó cứ đưa Giê-xu ra bắt tôn thờ ông Giê-xu lên làm ông tổ của cả nhân loại, cho nên Ly buộc phải xúc phạm Giê-xu, chứ thực ra Giê-xu là nạn nhân chứ Giê-xu không có gì hết. Và những cái lời trong Kinh Thánh mà viết mà toàn giết 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 và giết đó, thì cũng chỉ là người ta nhét vào miệng ông Giê-xu thôi, con người viết thôi quý vị, không có ai mặc khải, không có thần thánh nào mặc khải hay là lời của Chúa chọt đi hết á, nhưng mà cứ nhét vào miệng cho Chúa đấy. À, thì bây giờ Ly mới trả lời vậy nha quý vị. Thứ nhất nói là mày cũng biết là khi Chúa đuổi quỷ ra khỏi người bị quỷ ám, nó đã phải van xin như thế nào. Ố quỷ là nếu mà như theo Kinh Thánh đó, thì quỷ này do ai tạo thành? Một sợi tóc trên đầu cũng do Chúa tạo thành. Vậy thì quỷ này do ai tạo? Đúng không? Và nếu như có cái chuyện là Giê-xu đuổi quỷ ra khỏi một cái người đó, và quỷ phải van xin Giê-xu đó, thì bằng chứng đâu, hình ảnh đâu, hay là lại nghe mấy thằng quả đen buôn thần bán thánh nó nhồi sọ, đúng không quý vị? Rồi tiếp theo, con mẹ này ngu xuẩn thế hả? Phật cũng chỉ là một tạo vật do Chúa tạo thành đó, nghe nghe chưa con ranh? Thì bây giờ nha, Ly thì gõ lên cái trang gọi là Wikipedia. Cái này là một cái mà rất là chuẩn, gần như là chính xác tuyệt đối, thì đáng tin cậy. Xin Ly không dám nói tuyệt đối mà đáng tin cậy nhất trong những cái ấy. Thì họ viết là quý vị, Đức Phật sanh khoảng năm 624 hoặc 563 trước công nguyên, mất 544 hoặc 483 trước công nguyên, thọ 88 thọ 80 tuổi.
Còn Giê-xu sanh khoảng năm thứ 7 đến năm thứ 2 trước công nguyên, mất khoảng năm 30, tức là mất năm 30 của thế kỷ đầu tiên nha quý vị. Nguyên nhân mất là đóng đinh vào thập tự. Giê-xu là dân tộc Do Thái, quê quán là Nazareth, nay thuộc Israel. Đấy, rồi bây giờ nhắc lại quý vị nghe nha. À, Ly cũng tìm hiểu cái quan niệm á, thì Kitô giáo thì bảo Giê-xu là người tạo ra mọi thứ. Do Thái giáo thì lại nói là họ lại coi Giê-xu là tiên tri giả hay kẻ xúc phạm đến Thiên Chúa. À, đó là tùy theo nha. Rồi chờ Ly đi. Con Đức Phật đấy, à con Đạo Phật đó quý vị, thì họ lại nói là tất cả chúng ta đều có thể trở thành Chúa, trở thành Phật, thành Chúa, à, nếu biết tu. Đó là bên Đạo Phật nhé. Thì bây giờ còn bây giờ là Ly nói về có một cái ông nhà bác học, nhà bác học Albert Einstein á. Ông này sinh năm 1879, mất năm 1955. Ông nói nè quý vị, rất nhiều trí thức thế giới người ta khen Đạo Phật, nhưng mà Ly chỉ là không có thời gian, mà thực tế thì Ly đọc lên rồi. À, ông nói là tôn giáo tương lai sẽ là tôn giáo toàn cầu, vượt lên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, trên căn bản của ý thức đạo lý phát xuất từ kinh nghiệm trọng thể, gồm mọi phương diện trên. Trong cái nhất thể đầy ý nghĩa, chỉ có Đạo Phật đáp ứng đủ điều kiện đó. Nếu có một tôn giáo nào đương đầu được mọi nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để theo khoa học, vì Phật giáo bao gồm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học. Tôi là một người không tôn giáo, nhưng nếu có tôn giáo thì tôi phải là một Phật tử, vì những gì tôi hiểu biết bây giờ thì mấy ngàn năm qua kinh Phật đã nói hết rồi. Nha quý vị nhớ nha. Vậy thì bây giờ Ly muốn phân tích một xíu ở cái khúc này nè. Ông nói nè, Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để theo khoa học, vì Phật giáo bao gồm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học. Tức là những gì khoa học mới khám phá thì Đức Phật đã khám phá từ lâu rồi. Và vì vậy cho nên Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để mà tiến kịp với Phật, với khoa học. À, mà ngược lại á, Kitô giáo đó quý vị, thì họ cứ khoa học tiến tới đâu thì họ lùi tới đó. À, Ly lấy ví dụ nhé. Trước đây thì họ kết án nhà bác học Galilei. À, rồi sau này, sau gần hình như hơn 300 năm thì chính giáo hoàng ở bên Vatican thú nhận rằng việc kết án Galilei là một sai lầm nha quý vị. Rồi trước đây thì họ phủ nhận thuyết tiến hóa, và bây giờ thì chính ông giáo hoàng nói là con người không phải là thật sự tiến hóa, con người là một sự tiến hóa dần dần chứ không phải là do một đấng nào đó tạo ra, và thiên đàng không ở trên 9 tầng mây mà hỏa ngục cũng không phải ở dưới đó. Có nghĩa là ông đã phủ nhận không có thiên đàng, không có hỏa ngục. Đấy, và ngày nay á, rất xu hướng là các học giả phương Tây họ họ lại quay qua Đạo Phật. Không riêng phương Tây mà ở phương Đông cũng thế. Ly quen rất nhiều người quý vị nha, chỉ tiếc là họ vì người thân, họ không vì họ. Họ đã bỏ rồi, họ không có vì họ, nhưng mà vì anh em bà con bạn hữu trong họ đó hà. Ví dụ Ly quen chú đó, chú Tâm. Thì chú đã tỉnh ngộ từ năm 17 tuổi, mà chú năm nay là 52 tuổi. Mà khi chú bỏ đạo Công giáo thì chú theo Đạo Phật và một tín đồ rất ngoan đạo. Một em đồng trần tử cũng vậy, tỉnh ngộ một cái là qua Đạo Phật.
Một cái anh đó là Nick Hương Nguyễn Xuân, thì anh là ở bên Tin Lành, anh ấy làm lễ báp têm rồi, nhưng bây giờ anh bỏ và anh qua đạo Phật. Rồi bây giờ ngay cả em Trần Văn Đức mà cũng có kênh YouTube đó quý vị, là trước đây là từng là giống như là phụ giảng cho mục sư đó quý vị, mà bây giờ là làm kênh nói về cái tà đạo Thiên Chúa giáo này, còn hắn nói hay hơn đi, tại vì ông cũng trải qua học rồi đó, ông nói hay lắm. Đó, thế thì bây giờ quý vị thấy chị em cũng hay gọi điện nói chuyện với nhau. Thì bây giờ Ly quay lại nha quý vị, là Ly quay lại là cái comment của con chiên ngu muội Thuy Pham, nói là Phật cũng chỉ là tạo vật do Chúa tạo nên. Thì bây giờ Ly đọc cho quý vị nghe cái này, hồi nãy Ly đọc rồi đúng không? Không biết Ly đây. À, Đức Phật sanh năm 262 hoặc 563 trước Công nguyên, và mất là 544 hoặc 483 trước Công nguyên. Còn Giê-xu thì Ly lấy cả hai thông tin này đều từ kênh Wikipedia nha, một cái kênh mà thông tin rất đáng tin cậy. Giê-xu thì sanh vào khoảng năm thứ 7 đến năm thứ 2 trước Công nguyên. Có nghĩa là nếu mà bây giờ ta tính như vậy nhé, thì ta thật, quý vị nào mà không biết thì Ly sẽ nói là ta lấy cái năm trước Công nguyên, ta cộng với những cái năm ta đang sống bây giờ. Ly lấy ví dụ là Giê-xu, mình lấy cái năm Giê-xu lớn nhất đi, năm thứ 7, thì hiện nay lấy năm thứ 7 cộng với 2020 nha quý vị. Lấy năm thứ 7 cộng với 2020 thì Giê-xu hiện nay ra là 2027 tuổi nha quý vị. Ta lấy năm sinh của Đức Phật là cái năm nhỏ nhất. À, thay vì năm 624, nhưng mà Ly, tại vì Đức Phật sanh khoảng năm 624 hoặc 563, thì Ly chỉ lấy năm là 563, Ly cộng với 2020 thì nó ra nha quý vị, nó ra là 2583 tuổi. Giữa 2583 tuổi và 2027 tuổi thì quý vị thấy một cái câu nói mà chỉ nghe nhồi sọ bao. Họ là một cái tôn giáo mà họ luôn tự nhận là duy nhất thánh thiện tông truyền mà quý vị. Rồi Ly sẽ phân tích cho quý vị. Bây giờ phải hỏi Thuy Pham này, chừng nào Thuy Pham, Ly không muốn xúc phạm tổ tiên nhà Thuy Pham, vì Ly là tin vào gọi là nhân quả. Nhưng mà Ly hỏi Thuy Pham này, Thuy Pham có đẻ được ra mẹ Thuy Pham không? Thuy Pham có đẻ được ra ông bà cố tổ nhà Thuy Pham không? Chừng nào Thuy Pham giảng mồm ra tuyên bố một câu Thuy Pham là người đẻ ra cha mẹ ông bà cố tổ nội ngoại của Thuy Pham, thì mọi người công nhận cái câu Thuy Pham nói Phật là thụ tạo, tạo vật do Chúa tạo nên. Bởi vì không thể có chuyện một thằng một một cái người mà 2027 tuổi lại đẻ ra cái người 2583 tuổi được. Còn nếu mà nói theo cái lời nói của Kinh Thánh á, thì đấy chỉ có những con cừu, những kẻ đầu óc bằng đất sét mới tin. Còn những con người dùng đầu người, dùng trí não của con người, dùng lý trí, không phải dùng đức tin, thì người ta cười cho thối mũi, thậm chí người ta chửi cho banh nhà lòng. Rồi, đây là một cái câu mà Ly nói cho quý vị nghe. Ly cũng lại lên cái kênh Wikipedia, Ly gõ là những ngày kỷ niệm mà quốc tế kỷ niệm đó quý vị. Thì cái ngày quốc tế kỷ niệm là có rất nhiều cái ngày. Và trong đó là có ngày gọi là ngày Phật đản. Nhưng mà lạ lùng thay không có ngày Noel quý vị. Họ giảng mồm đó họ là tạo ra muôn loài, mà lạ lùng thay Liên Hiệp Quốc lại công nhận ngày lễ Phật đản mà lại không có ngày Noel. Quý vị gõ ra ngày quốc tế, ngày các cái ngày lễ mà còn ngày ngày lễ quốc tế. Ly gõ ra ngày lễ quốc tế thì trong này có ngày lễ Phật đản nha quý vị, nhưng không có ngày Noel.
Bởi vì thực tế Giê-xu là một người mà có lý lịch vô cùng bất minh. Cha là ai không biết. Rồi có lý lịch thì rất là xấu. Nếu mà theo Kinh Thánh thì Giê-xu chính là người ngủ với mẹ mình, đẻ ra chính mình. Giê-xu vừa là con của bà Maria, vừa là chồng, vừa là cha của Maria, bởi vì Giê-xu tạo ra mọi thứ. Vậy thì Giê-xu chui từ đâu ra? Vậy thì không phải là Giê-xu tạo ra chính cha mẹ đẻ của mình, thưa quý vị, đúng không? Đó, vậy thì nói tóm lại á, nếu mà theo cái Kinh Thánh đó thì là câu trước đá câu sau rất là mâu thuẫn, cho nên không phải ngẫu nhiên mà vừa rồi cái nước mà gọi là Tô Cách Lan đó quý vị, là họ đưa ra một cái luật là họ khép Kinh Thánh vào cái dạng gọi là gây vào cái tội gọi là gây kích động hận thù. Nội trong Kinh Thánh không, Chúa trực tiếp giết, nhà Giê-xu trực tiếp giết là mấy ngàn người. Rồi Giê-xu sai người giết là hàng bao nhiêu ngàn người. Rồi một cái tôn giáo tự nhận là thánh thiện tông truyền không sai lầm, nhưng mà đó là ăn rồi cái thằng giáo chủ ăn rồi cứ đi xin lỗi thưa quý vị. Năm 2000 thì làm một cái lễ gọi là tại gọi là cái gọi là thánh đường Pedro, rồi cúi đầu xưng thú bảy núi tội ác trước nhân loại, mà toàn những tội gọi là vô tiền khoáng hậu, toàn những tội gọi là trời không dung đất không tha, chín cuộc thập tự chinh quý vị, rồi có bao nhiêu tòa án xử dị giáo tra tấn người bằng những cái công cụ mà giống như Ngô Đình Diệm mà dùng máy chém chặt đầu quý vị. Nhưng mà không phải chỉ chặt đầu không đâu, những cái hình cụ tra tấn ở trong các cái tòa án dị giáo hiện nay được trưng bày ở một bảo tàng bên Mỹ á. Nhưng mà chỉ có những cái loại con chiên ngu muội chỉ biết gọi là phúc cho ai không thấy mà tin, rồi thành ra không biết gì hết trơn. Chứ ngày nay á, nhân loại tiến bộ, người ta kinh tởm, người ta coi cái đạo Công giáo như một cái thứ mà gọi là ung nhọt, một cái thứ gọi là dơ bẩn mà người ta phải tránh xa như tránh hủi á quý vị. Cho nên dẫn đến gì, chính Nguyễn Bá Thông linh mục, chính rất nhiều tên linh mục phải thú nhận, mặc dù họ không muốn nói ra đâu, nhưng phải thú nhận rằng không thể không nói, trong những lúc giảng giải họ nói là thằng linh mục Nguyễn Chính Trực thì nói là lúa chín đầy đồng mà thiếu người gặt. Rồi thằng quả đen Nguyễn Bá Thông thì bảo là cứ một người gì cứ bao nhiêu người bỏ đạo thì có, cứ bao nhiêu người trở lại đạo thì có bao nhiêu người bỏ đạo đó quý vị. Rồi cái thằng linh mục gì mà vừa rồi nó giải thích cho con chiên về cái vấn đề lạm dụng tình dục trong nhà thờ, mà nó nói đến, nó liên hệ đến là thầy giáo với bác sĩ á quý vị, nó chính miệng nó nói rằng là ngay ở Ba Lan là cái nơi mà gọi là nhà thờ san sát nhiều hơn ở Hồ Nai, mà bây giờ là con chiên đã bỏ, mà bỏ đến chỉ còn lại 20% tín đồ đến nhà thờ. Và cái tình trạng đó ở châu Âu cũng không khá gì hơn. Còn ở nước Úc mà Ly thấy một cái kênh Việt Catholic nói là cái sự phản ứng của con chiên trước bê bối lạm dụng tình dục của tầng lớp giáo sĩ đó là thể hiện qua là những hàng ghế trống rỗng trong nhà thờ. Và ở Pháp là có hàng ngàn, 7-8 ngàn cái nhà thờ phải rao bán lý do là bán để bồi thường cho nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Lý do bán nữa là con chiên bỏ nhà thờ cho nên không có tiền để duy trì hoạt động. Tóm lại là nhà thờ phải bán đi để hoặc là tuyên bố phá sản này. Rồi con chiên thì bỏ đạo này để đi sang đạo Phật, kể cả con chiên ngoại lẫn con chiên nội, kể cả con chiên phương Tây lẫn con chiên châu Á. Đó, rồi á, là họ dùng đủ các thủ đoạn, thậm chí họ rửa tội cho cả những xác chết để thu nạp tín đồ. Nhưng mà hiện nay á thì cái lượng tín đồ á đó chỉ là gọi là trên giấy, trên sổ sách, trên cái bằng miệng thôi. Thực tế tín đồ âm thầm bỏ nhà thờ nhưng họ không tuyên bố, vì họ tuyên bố họ gặp rất nhiều rắc rối. Đấy thì quý vị thấy, một cái tôn giáo tự nhận thánh thiện tông truyền và không sai lầm, nhưng đã gây nên bảy núi tội ác và đang xây tội ác thứ 8 bằng những vụ bê bối lạm dụng tình dục, mà
mà gọi là ghê tởm hơn nữa là nạn nhân của những cái kẻ lạm dụng tình dục này á, thủ phạm lại là những vị đại diện Chúa, và nạn nhân khốn khổ của họ chính là những con chiên, những chú bé phụ tế trong nhà thờ, những chú bé trong ca đoàn, những chị em nữ tu và những tín đồ ngoan đạo đã bị cái bọn dâm dục quả đen đội lốt tôn giáo tự giảng mồm ra là đại diện Chúa dưới trần, hiếp dâm, cưỡng dâm, biến chị em nữ tu thành nô lệ tình dục, hiếp dâm bằng đường hậu môn, bằng đường miệng, hầu hết tầng lớp giáo sĩ ở trong giáo hội Công giáo là dân gọi là đồng tính luyến ái. Cho nên quý vị biết là nạn nhân của bọn giáo, của bọn quả đen, của bọn dâm dục này toàn là các bé trai mà. Hầu hết là bé trai, phải nói chính xác như vậy chứ không phải toàn. Ly dùng từ chưa đúng. Hầu hết nạn nhân của bọn dâm dục quả đen này là các bé trai từ từ 6, 7 đến 15 tuổi. Ngoài ra thì là bọn này lại hiếp dâm cả những đứa bé, những cô bé khiếm thính, những chị em nữ tu, những nữ tín đồ mà gọi là dã man, gọi là bẩn thỉu hơn nữa là hiếp dâm cả những người thân. Ví dụ như thằng Linh Mục Tiến Lộc hiếp dâm cháu gái bị tố đày ra. Nhưng hiện nay giáo hoàng thì bị vừa rồi Ly có một clip là người dân Anh biểu tình và cầm khẩu hiệu chửi giáo hoàng, đòi bắt giáo hoàng bỏ tù, và kêu rồi người dân Chile cũng vậy thưa quý vị, là biểu tình vì giáo hoàng bao che cho giáo sĩ lạm dụng tình dục. Cứ lạm dụng tình dục ở nhà thờ A thì ém lại, rồi đưa ông đó đi nhà thờ B để ông này tiếp tục phạm tội nữa. Còn con chiên thì họ phải sống trong khổ sở, thậm chí nhiều con chiên nghĩ đến tự tử vân vân. Và có những ông thì nói là cho đến giờ già rồi cũng không dám sinh con, tức là cái nỗi ám ảnh mà họ bao nhiêu năm họ bị bọn bọn giáo sĩ dâm dục này hãm hại đó quý vị. Cái gọi là cái hậu quả để lại là không thể đong đo cân đếm được thưa quý vị. Đó, vậy mà con chiên thuy pham còn dám vào đây ẳng rằng Phật cũng là thụ tạo do một cái thằng con hoang lý lịch bất minh tạo thành. Xin thưa, nếu quý vị tin, hãy tin, tôn trọng tiền cái niềm tin của quý vị. Quý vị đừng lôi những người như chúng tôi vào và cho rằng là mọi thứ trên đời này do cái thằng con hoang chết treo tạo ra. Chừng nào quý vị không còn tuyên bố câu đó, tôi không đụng tới quý vị nữa. Chừng nào còn lôi rằng, còn nói nếu mà nói Phật cũng do Giê-xu tạo thành, thì hóa ra tổ tiên nhà tôi cũng do thằng chết treo đó tạo thành à. Cho nên quý vị xúc phạm người ta trước. Quý vị muốn người ta không đụng tới, quý vị nói như ông anh Hùng Hùng Trần á. Tôn giáo quý vị thờ tôn thờ đó là việc của quý vị. Quý vị đừng bắt người khác phải tin giống như quý vị, và quý vị đừng có lôi những người khác vào, đừng có lắp một cái, đừng có lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia. Tổ tiên chúng tôi là con lạc cháu hồng, người Việt da vàng, mũi tẹt, không có nguồn gốc gì với một cái ông ở bên bên Israel hết. Không có nguồn gốc gì với một cái ông gọi là lý lịch bất minh, bị đóng đinh, bị lột trần truồng, bị đóng đinh trên núi Sọ hết. Nhớ lấy. Kính chào cả nhà mình.